Để chống lại cuộc hôn nhân bị mẹ cưỡng ép, thánh nữ tông môn không ngại làm vợ kẻ ngốc, nhưng sau khi vào tông môn, kẻ ngốc không những chịu sỉ nhục, thậm chí vợ anh còn bị tông môn ép tái hôn với người khác. Nhưng khi lão tổ tông môn thấy kẻ ngốc, ông lại sợ hãi run rẩy quỳ xuống, chỉ vì kẻ ngốc chính là Dạ Đế Bất Tử đã thống trị Bát Hoang 100.000 năm trước. Ngay cả thập đại thiên đế uy danh thiên hạ cũng là đồ đệ của anh. Lúc này trong Liệt Thiên Đại Điện của Hoàng Cực Tiên Tông, các trưởng lão của Hoàng Cực Tiên Tông đang tụ tập đông đủ. Triệu trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, Chấn Thiên Cổ Môn đã đến. Không khí trong Liệt Thiên Đại Điện lập tức trở nên nặng nề. Năm đó, sau khi Hoàng Cực Tiên Tông bị Chấn Thiên Cổ Môn đánh bại, Hoàng Cực Tiên Tông cứ 3 năm một lần phải dâng tặng tài nguyên tu luyện cho Chấn Thiên Cổ Môn. Hoàng Cực Tiên Tông dưới sự chèn ép như vậy càng ngày càng tệ hại. Từ một thánh địa tu luyện vô địch thiên hạ, tại ẩn mình trong một góc của Liệt Thiên Thượng Quốc, lúc này có một trưởng lão lên tiếng, nói lần này Chấn Thiên Cổ Môn tới, sẽ lấy Tiên Vân Khoáng Sơn của tông môn ông đi. Mọi người trong điện đột nhiên kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi. Tiên Vân Khoáng Sơn là nguồn cung cấp linh thạch cho tông môn ông. Nếu Tiên Vân Khoáng Sơn bị cướp đi, vậy ngày tông môn bị hủy diệt không còn xa nữa. Sắc mặt Giang Tỉnh có chút tái nhợt, đầy vẻ bất đắc dĩ. Lão tổ nói như thế, nhị trưởng lão hơi nhướng mày, tự nhiên nheo mắt nhìn Triệu trưởng lão. Không ít người đều hướng mắt về phía Ngô Kính Sơn, chắc là vị đại lão đến từ Đông Hoang Dược Các này có cách giải quyết gì rồi. Nhưng hai mắt Ngô Kính Sơn mơ màng tựa như đang gà gật. Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn người Lãnh Giật Phàm, Triệu Ngọc Long, Chu Âu Ưu và Dạ Huyền từ ngoài điện đi vào. Triệu trưởng lão vừa nhìn thấy Dạ Huyền, sắc mặt liền xa sầm, chuyện cháu trai Triệu Văn Hải chết dưới tay Dạ Huyền còn chưa xong đâu. Tham kiến các vị trưởng lão, bốn người tiến vào điện. Chu Âu Vi và Lãnh Giật Phàm đều cung kính hành lễ. Triệu Ngọc Long cũng cúi chào khi thấy các vị tiền bối. Chỉ có Dạ Huyền đứng đó, dường như không hề có ý hành lễ. Một vị hộ pháp đến từ Huyền Thánh Phong, từ phía sau Triệu trưởng lão lên tiếng, Dạ Huyền sao gặp trưởng lão không hành lễ. Nhưng chớp mắt, vị hộ pháp đã bị đánh bật trở lại. Sắc mặt hộ pháp khá khó coi, nhìn Ngô Kính Sơn này là có ý gì. Nhưng Ngô Kính Sơn không hề để ý, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến chỗ Dạ Huyền, trên mặt lộ ý cười, cúi người xuống nói, tiên sinh đến rồi, xin mời ngồi. Cảnh tượng này khiến cả đám người có mặt đều chết lặng. Ngô Kính Sơn sao lại hành lễ với Dạ Huyền, lại còn cung kính như thế. Nhưng ba người Chu Ấu Vi, Giang Tĩnh, Triệu Ngọc Long lại không hề ngạc nhiên. Triệu Ngọc Long ghen tị liếc nhìn Huyền Dạ, không khỏi thầm hừ nhẹ, dù anh có thể khiến lão giả Ngô Kính Sơn này cúi đầu thì đã sao, đợi lát nữa người của Chấn Thiên Cổ Môn đến, tất cả đều phải nể mặt bổn công tử. Anh bình tĩnh nhìn Ngô Kính Sơn khẽ mỉm cười, xem ra ông hồi phục rất tốt. Ngô Kính Sơn cung kính nói, mọi việc đều đúng như lời tiên sinh nói. Triệu trưởng lão vốn định làm khó Dạ Huyền, nhưng sau khi thấy thái độ của Ngô Kính Sơn đối với Dạ Huyền, chỉ đành tạm thời đè nén ngọn lửa trong lòng. Quay lại chuyện chính, Chấn Thiên Cổ Môn lần này rất có khả năng sẽ đến Tiên Vân Khoáng Sơn của tông môn. Chuyện này Giật Phàm, Ấu Vi, hai người thấy sao? Chu Ấu Vi khẽ nhếch đôi môi đỏ lên tiếng, Tiên Vân Khoáng Sơn là địa phận của tông môn cô, liên quan tới việc cung cấp linh thạch không thể mất. Như sư muội đã nói, không thể giao Tiên Vân Khoáng Sơn ra, nếu không tông môn sẽ đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Quả thực như vậy, Triệu trưởng lão gật gật đầu, nhưng nếu không giao ra sẽ làm trái thỏa thuận với Chấn Thiên Cổ Môn. Lúc đó, bọn họ sẽ phái quân đến tông môn, e là ngày tông môn bị hủy diệt càng tới nhanh hơn. Lúc này Triệu Ngọc Long chậm rãi nói, các vị tiền bối, anh ta có một biện pháp ngăn Chấn Thiên Cổ Môn không đòi lấy Tiên Vân Khoáng Sơn. Mọi người đều đổ dồn mắt tới. Triệu Ngọc Long sao có thể nói vậy? Anh ta hướng ánh mắt có chút khiêu khích về phía Dạ Huyền. Cha từng tu luyện ở Chấn Thiên Cổ Môn, lần này người đến từ Chấn Thiên Cổ Môn chính là cha và sư đệ. Đến lúc đó, chỉ cần nói vài lời hay đổi cái khác là được. Vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi trong giây lát. Người đến hóa ra là sư thúc của Triệu Ngọc Long. Cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Triệu Ngọc Long, trong lòng Dạ Hình mơ hồ nảy sinh một tia sát ý. Triệu Ngọc Long cảm nhận được áp lực vô hình, nhưng anh ta không sợ vì đã có chỗ dựa. Các vị tiền bối thấy cách này thế nào? Nếu thật sự có thể vậy thì đương nhiên phải làm phiền Triệu công tử nói vài lời hay. Triệu trưởng lão khẽ mỉm cười, thần bí nói, không biết Triệu công tử còn có điều kiện gì. Giang Tĩnh nhìn thấy cảnh này không khỏi hơi nhướng mày, bà đã nhìn thấu ý đồ của Triệu Ngọc Long. Năm đó anh ta và Ấu Vi vốn sắp thành thân, nhưng vì anh ta bế quan tấn công Vương Hầu, khi xuất quan Ấu Vi đã lấy người khác, đây là điều nuối tiếc trong đời anh ta. Lần này anh đến Hoàng Cực Tiên Môn là để cầu hôn người mình muốn cưới, chủ Ấu Vi. Đổi lại anh ta sẽ giải quyết khó khăn lần này của Hoàng Cực Tiên Tông. Lúc này Triệu Ngọc Long đã khôi phục trạng thái tự tin, anh ta biết rất rõ không ai có thể giải quyết được chuyện của Hoàng Cực Tiên Tông. Triệu Ngọc Long vừa dứt lời, Chu Ấu Vi đã liền lên tiếng từ chối, chuyện này cũng không phải do cô quyết định. Đại trưởng lão cao mày nhìn Chu Ấu Vi một cái, lát sau lại lộ ra nụ cười hiền hòa với Triệu Ngọc Long, chuyện này có thể thương lượng tử tế, nhưng Triệu công tử phải nói lời giữ lời mới được. Đương nhiên giữ lời, Triệu Ngọc Long nói chắc nịch, đôi mắt đẹp của Chu Ấu Vi mang theo sự lạnh lùng, cô nói từng chữ, tôi nói rồi, tôi từ chối. Triệu trưởng lão lắc đầu nói, chuyện này không được từ chối, nếu như trước ngày 7 cô đồng ý đi đến Tiên Vương Điện hoặc thôn Nhật Tông, tông môn ắt sẽ không rơi vào tình cảnh này, suy cho cùng là do cô lựa chọn. Chu Ấu Vi sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lộ rõ vẻ không cam chịu, cô và Huyền Dạ đã trở thành vợ chồng, cô không thể tái hôn. Triệu trưởng lão hung hăng nói, chuyện các người thành thân vốn là một trò đùa, cô coi nó là thật sao? Lúc này Giang Tĩnh cũng chậm rãi nói, Ấu Vi hay là con đồng ý đi. Giang Tĩnh không dám nhìn Huyền Dạ mà nhìn Chu Ấu Vi,
ngày mai bà sẽ phái người đưa Dạ Huyền trở về Dạ gia. Gương mặt xinh đẹp của Chu Ấu Vi như không còn giọt máu. Cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, mắt đầy vẻ kiên quyết. Vốn tưởng mẹ không còn ghét Dạ Huyền nữa, xem ra là cô đã nghĩ nhiều rồi. Triệu Ngọc Long mỉm cười nói bác gái hiểu rõ đại nghĩa. Giang Tĩnh gần như nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu nói lời giữ lời là được. Ngô Kính Sơn bên cạnh cũng mơ hồ nhận ra sát khí của Dạ Huyền, cục diện này là điều ông không ngờ tới. Bình thường ông sẽ không can thiệp, nhưng chuyện liên quan tới Quan tiên sinh, ông cảm thấy buộc phải nói. Ngô Kính Sơn ngắt lời sau đó, quét mắt qua đám người có mặt. Đại Hoàng Cực Tiên Tông này được gọi là đệ tử bách vạn, hôm nay lại phải bán đứng một nữ nhân để tự cứu mình, đúng là thê thảm. Chu Ấu Vi là vợ của Dạ Huyền, các người nói đẩy đi là đẩy đi, coi cô ấy, coi anh thành cái gì. Dạ Huyền hơi nheo mắt lại, trong mắt mang theo một sự sắc lạnh. Triệu Ngọc Long vẫn không nể nang mở miệng mỉa mai, he he, cuộc diện hôm nay không phải là do anh không có bản lĩnh à? Nếu anh có bản lĩnh, sao Ấu Vi ra nông nỗi này? Đám người Triệu trưởng lão cũng đang nhìn chằm chằm vào Dạ Huyền. Anh cứ nói Ấu Vi là vợ của anh, vậy anh có thể làm gì cho cô ấy? Đám người nhìn Dạ Huyền bằng ánh mắt lạnh lùng. Dạ Huyền trong mắt họ chỉ là tên vô dụng không ra gì. Anh thản nhiên cười nhẹ, không phải các người nghĩ là anh không giải quyết được chuyện này sao? Vậy thì Dạ Huyền anh hôm nay sẽ để lại lời nói ở đây, đợi người của Trấn Thiên Cổ Môn đến, anh sẽ đích thân tới giải quyết. Tới lúc đó các người phải bỏ chức trưởng lão, quỳ xuống xin lỗi Ấu Vi. Ha ha ha, thật sự buồn cười chết mất. Triệu Ngọc Long phá lên cười, Tãnh Giật Phàm bên cạnh cũng không nói nên lời. Dạ Huyền tiên lúc này đang mất trí phát điên à? Đại trưởng lão lạnh lùng hét lên, ăn nói hàm hồ đuổi ra ngoài. Tuy nhiên Ngô Kính Sơn ăn chắc từng bước, lạnh lùng nói, đại trưởng lão có muốn thử một trận với mình không? Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, nhưng thấy Ngô Kính Sơn không dám bất kính. Ngô huynh, chuyện này liên quan tới tồn vong của tông môn, xin đừng can thiệp. Chuyện khác ông có thể không quản, nhưng chuyện Quan tiên sinh chắc chắn phải quan tâm. Đại trưởng lão đột nhiên tức giận nhưng không thể làm gì. Triệu trưởng lão chậm rãi lên tiếng, đại trưởng lão đừng lo lắng. Nhìn Dạ Huyền không giấu được vẻ giễu cợt trong mắt, nếu anh thật sự giải quyết được chuyện này không cần anh lên tiếng, trưởng lão cũng sẽ chủ động bỏ chức trưởng lão, rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông. Dù anh bắt trưởng lão quỳ xuống xin lỗi anh cũng không phải không thể, nhưng nếu anh không làm được mà Triệu công tử lại có thể, vậy thì Chu Ấu Vi sẽ phải gả tới La Thiên Thánh Địa và trưởng lão sẽ tự tay lấy mạng anh. Dạ Huyền lãnh đạm từ từ nói, ông không thể lấy mạng của anh. Triệu trưởng lão nói với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, đừng lắm lời, chỉ cần nói xem có dám chấp nhận hay không. Gương mặt Chu Ấu Vi lạnh lùng, Triệu trưởng lão nói vậy là muốn mượn chuyện công trả thù riêng ư? Triệu trưởng lão căn bản không để ý tới lời chất vấn của Chu Ấu Vi, ngược lại chỉ cười lắc đầu, ngay cả cô cũng không có lòng tin với Dạ Huyền, vậy thì anh ta chắc hẳn không dám đồng ý rồi. Nếu Dạ Huyền đã nói đương nhiên là giữ lời. Anh bình tĩnh mỉm cười nhìn đại trưởng lão và Triệu trưởng lão, nếu như các người không tuân theo thỏa thuận, đừng trách anh đại khai sát giới. Không ngờ Chu Ấu Vi đột nhiên biến sắc, vẻ mặt lo lắng, cô không ngờ Dạ Huyền lại sẽ đồng ý với Triệu trưởng lão. Không sao đâu, Dạ Huyền nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Chu Ấu Vi khẽ mỉm cười, hay lắm, cậu nói lời phải giữ lời. Triệu trưởng lão thấy Dạ Huyền đồng ý liền cười lớn. Triệu Ngọc Long bên cạnh cười lạnh nhìn Dạ Huyền, Dạ Huyền cũng không khỏi nhếch khóe miệng lên. Giang Tĩnh bên cạnh khẽ cau mày, trong lòng có chút áy náy nhìn Dạ Huyền, nói thế nào thì Dạ Huyền cũng cứu Chu Ấu Vi, nếu đã như vậy cứ quyết thế đi. Lui xuống chuẩn bị, một giờ nữa người của Trấn Thiên Cổ Môn sẽ tới tụ họp ở Liệt Thiên Đạo Trường. Rất nhanh trong điện chỉ còn lại 4 người, Giang Tĩnh, Ngô Kính Sơn, Chu Ấu Vi và Dạ Huyền. Chu Ấu Vi hai mắt đỏ hoe nhìn tới, Dạ Huyền có bị ngốc không? Lúc tới anh đã hứa với cô sẽ không nói linh tinh, sao anh còn nói những lời này? Ngô Kính Sơn đứng bên cạnh cũng không biết phải nói gì, những lời của Dạ Huyền quả thực bọn họ đều không ngờ tới. Chuyện giải quyết Trấn Thiên Cổ Môn ngay cả Ngô Kính Sơn cũng không thể không tin Dạ Huyền có thể làm được, nhưng Dạ Huyền không hề hoảng sợ, nhìn Chu Ấu Vi, hai mắt đỏ hoe, anh sẽ để bọn họ quỳ xuống trước mặt xin lỗi cô, để bọn họ biết rằng nữ nhân của Dạ Huyền, ngoại trừ anh ra, không ai có thể ức hiếp. Ngữ khí của anh trở nên lạnh lùng, giống như một vị thiên đế cái thế bất diệt, nếu không tru di cửu tộc, ngay cả chuyện của mình còn không lo nổi, lại đi lo chuyện bao đồng. Chu Ấu hất tay anh ra giận dữ quay người đi. Khoảnh khắc đó, nước mắt cô cứ tuôn xuống, như chuỗi ngọc đứt không ngừng rơi. Vô tình nhìn thấy cảnh này, Dạ Hàn không đuổi theo Chu Ấu Vi nữa. Vẫn còn một giờ nữa, người của Trấn Thiên Cổ Môn đến sẽ tới. Đến lúc đó, họ sẽ biết chủ nhân thật sự là ai. Giang Tĩnh thở dài, cậu tự lo cho mình đi, rồi nhanh chóng đi theo Chu Ấu Vi. Dạ Huyền cũng không quan tâm, trước nay anh đều không có hảo cảm gì với mẹ vợ Giang Tĩnh này. Ngô Kính Sơn lúng túng nhìn Dạ Huyền, tiên sinh chuyện này làm thế nào? Dạ Huyền hơi lắc đầu, không cần hoảng hốt, đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Ngô Kính Sơn do dự nghiến răng nghiến lợi nói, tiên sinh không cần sợ đám trưởng lão của Hoàng Cực Tiên Tông đó ư? Chi bằng tiên sinh gia nhập Đông Hoang Dược Các của ông, với tài năng của tiên sinh chắc chắn sẽ có địa vị cao ở Đông Hoang Dược Các, khi đó Trấn Thiên Cổ Môn cũng sẽ cho Đông Hoang Dược Các mặt mũi. Đây là cách duy nhất mà Ngô Kính Sơn có thể nghĩ ra. Dạ Huyền mỉm cười lắc đầu nói với người của Trấn Thiên Cổ Môn, còn một giờ nữa sẽ tới, không kịp đâu, hơn nữa anh sẽ không gia nhập Dược Các, Dược Các do ai tạo ra không ai biết rõ hơn anh. Dạ Huyền sẽ không mặt dày tới nỗi đến tông môn của đệ tử lánh nạn. Ngô Kính Sơn đột nhiên hoảng sợ, phải làm gì đây? Dạ Huyền tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, yên tâm đi, ông chỉ cần bên cạnh nhìn là được. Liệt Thiên Đạo Trường là võ đường lớn nhất trong Hoàng Cực Tiên Tông. Lúc này đám người Triệu trưởng lão tới sớm trước hẹn, đi cùng còn có Triệu Ngọc Long, hai người đừng lo lắng, đợi lát nữa anh ta
sẽ nói thương lượng tử tế với Sư Thúc. Về phần Gia Huyền kia, cho dù hai trưởng lão không đối phó, Triệu Ngọc Long cũng không tha cho anh, dù là Ngô Kính Sơn cũng không thể bảo vệ anh. Ánh mắt Triệu Ngọc Long lộ vẻ lạnh lùng. Triệu công tử nói vậy, đám người Triệu trưởng lão yên tâm rồi. Triệu trưởng lão và đại trưởng lão cũng mỉm cười. Triệu Ngọc Long cau mày khi thấy ai cũng tới đông đủ, riêng Dạ Huyền còn chưa tới, chẳng lẽ Dạ Huyền sẽ không tới à? Lúc này, bóng dáng Dạ Huyền lặng lẽ xuất hiện. Các người còn chưa quỳ xuống xin lỗi vợ anh sao, anh có thể không tới? Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không vui, đã tới lúc này còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng. Dạ Huyền à, sau hôm nay, Ấu Vi sẽ là vợ của Ngọc Long rồi. Triệu Ngọc Long cười hớn hở, ánh mắt vẫn tỏa ra vài phần lạnh lùng. Yên tâm là anh ta sẽ khiến Ấu Vi thực sự biết được mùi vị làm nữ nhân là thế nào. Dạ Huyền vào mắt Triệu Ngọc Long, mắt đột nhiên xẹt qua một tia sắc lạnh, sao anh ta biết mình có thể sống qua hôm nay? Dạ Huyền nói gì vậy? Triệu Ngọc Long không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh, nhớ lại cảnh tượng bị Dạ Huyền liếc nhìn một cái, làm cho hoảng sợ ở Hoàng Cực Phong, Dạ Huyền này quả thực quái dị. Vào lúc này, một luồng khí ghê gớm đột nhiên từ xa ập tới, lập tức xé nát kết giới đại trận của Hoàng Cực Tiên Tông.